48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực Robert Greene và Joe Efe Nguyên tắc 25. Luôn tái tạo mình. Đừng chấp nhận vai trò mà xã hội đã đặt để cho ta. Hãy tái tạo mình bằng cách dựng lên một đặc tính nhân dạng mới có khả năng thu hút chú ý và không bao giờ làm người ta chán. Hãy làm chủ hình ảnh của mình thay vì để người khác làm chủ. Hãy lồng nhiều mảng miếng sâu sắc vào những hành động và động tác nơi công cộng. Quyền lực của ta sẽ được tăng cường và tính cách của ta sẽ trông vĩ đại hơn đời thường. Nguyên tắc 26. Sử dụng tay sai làm việc bẩn. Bạn phải chứng tỏ mình là mẫu mực của những gì tốt đẹp và hiệu quả, đôi tay bạn không bao giờ vấy bẩn bởi lỗi lầm và những chuyện dơ giấy. Bạn hãy giữ gì một bề ngoài vô tội như thế bằng cách dùng người khác làm kẻ bung sung và sử dụng bàn tay người khác để ngụy trang sự dinh yếu của bạn. Nguyên tắc 27. Thao túng nhu cầu về niềm tin con người có nhu cầu khẩn thiết phải tin vào điều gì đó. Bạn hãy trở thành tâm điểm của nhu cầu ấy bằng cách dương cao một đại nghĩa, một niềm tin mới để họ tuân theo, hãy nói với họ bằng những lời mơ hồ nhưng đầy hứa hẹn, nhấn mạnh sự nhiệt tâm thay vì lý trí và tư duy rảnh mạch. Hãy tạo cho môn đệ của bạn những nghi thức mới để họ thực hành, yêu cầu họ phải hy sinh vì bạn, tận dụng sự thiếu vắng một tôn giáo có tổ chức và một đại nghĩa, hệ thống niềm tin mới do bạn đề ra sẽ mang đến cho bạn quyền lực vô song. Nguyên tắc 28. Phải xuất chiêu thật táo bạo. Nếu không biết rõ chiều hướng sự việc, tốt hơn bạn không nên thử. Những nghi ngờ và do dự sẽ ảnh hưởng đến hành động của bạn, nhút nhát sẽ là nguy hiểm, chẳng thả xuất chiêu thật táo bạo. Bất cứ lỗi nào lỡ phạm phải trong lúc táo bạo sẽ được dễ dàng sửa chữa bằng mức táo bạo cao hơn. Người nào cũng thán phục kẻ táo bạo, không ai tôn vinh kẻ nhút nhát. Nguyên tắc 29. Chủ liệu tương lai, vạch kế hoạch nhất quán đến tận cùng. Mục đích là tất cả, hãy lập kế hoạch cho đến cùng đích, nghi nhận mọi hậu quả, chứng ngại và may rủi khả dị đánh đổ công sức của mình và làm người khác vinh quang. Hãy lên kế hoạch cho đến cùng, bạn sẽ không bị các tình huống lấn át và bạn sẽ biết khi nào nên dừng. Hãy nhẹ nhàng dẫn lối cho cơ may và góp phần định hướng tương lai bằng cách tiên liệu thật xa. Nguyên tắc 30. Trình diễn phong thái ung dung tự tại, bạn phải hành động một cách tự nhiên và thoải mái. Mọi vất vả và công lao để được thành quả, cũng như tất cả các mánh khoe khác, bạn đều phải che đậy. Khi hành động, hãy hành động thật ung dung, như thể bạn còn dư sức làm tiếp. Hãy tránh khuynh hướng phổ biến là làm cho người khác thấy ta cực nhọc, họ sẽ đặt lại vấn đề, đừng dạy mánh cho ai cả, nếu không họ sẽ dùng chính mánh đó để chống lại bạn. Nguyên tắc 31. Đối thủ chỉ có thể chọn những lá bài do ta ấn định, đỉnh cao của lừa bịp là vờ cho nạn nhân lựa chọn. Họ tưởng mình nắm tình hình nhưng thật ra bị ta giật dây. Hãy đưa ra toàn những khả năng có lợi cho ta, cho dù nạn nhân lựa chọn như thế nào. Buộc họ phải chọn giữa ma và quỷ, đằng nào cũng phục vụ cho mục tiêu của ta. Nguyên tắc 32. Thao túng những mơ tưởng viển vông. Thường khi người ta tránh nhìn sự thật vì sự thật xấu xa và làm mất lòng, đừng kêu gọi sự thật và thực tế, trừ khi bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với thái độ giận dữ khi người ta vỡ mộng. Cuộc sống khắc nghiệt và khổ sở đến nỗi hễ ai vẽ vời nên sự lãng mạn hoặc hô biến ra những ảo tưởng, người đó sẽ được xem là ốc đảo giữa sa mạc, ai ai cũng đổ xô đến, khai thác được sự mơ tưởng của đám đông, bạn sẽ có quyền lực lớn. Nguyên tắc 33, khám phá tử huyệt của đối phương, ai ai cũng có chỗ nhược, thành trì nào cũng có khe hở, nhược điểm đó thường là sự thiếu tự tin một cảm xúc hoặc nhu cầu không thể kiểm soát, cũng có thể đó là một thú vui bí mật nho nhỏ. Cho dù đó là gì, một khi phát hiện được thì bạn nên tranh thủ lợi dụng. Nguyên tắc 34, hãy cư xử như vua, nếu muốn được đối xử như vua, phong thái của bạn có thể quyết định cách mọi người cư xử với bạn, luôn có vẻ tầm thường thô thiển, rốt cuộc bạn sẽ bị người khác xem thường bởi vì một vị vua tôn trọng chính mình và khiến cho người khác cũng tôn trọng ông ta khi cư xử vương giả và tin vào quyền lực của mình bạn khiến mọi người nghĩ rằng số của bạn là phải đội vương miện